Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn, ngày 31 tháng 3, huyện có công văn về việc tạm dừng sáp nhập trường tiểu học tại thị trấn Triệu Sơn. Nội dung công văn nêu, mặc dù được Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn tuyên truyền phổ biến giải thích về chủ trương, quy trình các bước sắp nhập trường, tuy nhiên đến thời điểm sau buổi đối thoại chiều ngày 29 tháng 3 tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đa số phụ huynh và người dân vẫn chưa đồng thuận. Trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo việc đến trường học của học sinh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất ban thường vụ huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng việc sáp nhập hai trường nói trên để tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ về quy định chủ trương tạm dừng sắp nhập trường tiểu học trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thị trấn có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân thị trấn chưa thực hiện việc lập đề án phương án sắp nhập trường tiểu học trên địa bàn, không thực hiện sắp nhập trường khi chưa lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí tổ chức dạy và học bình thường. Ủy ban nhân dân thị trấn yêu cầu trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tuyên truyền vận động học sinh không tự ý nghỉ học làm ảnh hưởng đến học tập của học sinh trường phải tuyên truyền cho phụ huynh tiếp tục cho học sinh đến trường nếu các phụ huynh vẫn cố tình không cho các cháu đi học là vi phạm quyền học tập của các cháu trường cần giao các giáo viên nắm chắc tình hình số lượng học sinh đến lớp quản lý và tổ chức dạy học bình thường hàng ngày giáo viên tổng hợp danh sách học sinh tự ý nghỉ học không lý do báo cáo lãnh đạo nhà trường để báo cáo ủy ban nhân dân thị trấn ban nhân dân thị trấn đề nghị ban đại diện hội cha mẹ học sinh của nhà trường phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh hiểu rõ về nội dung chưa thực hiện việc sáp nhập trường tuyên truyền vận động để học sinh đi học bình thường không vi phạm quyền học tập của các cháu ban chỉ huy các tổ dân phố 1234 tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương tạm dừng việc sáp nhập để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh Trước đó, chiều ngày 27 tháng 3, phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đồng loạt cho 457 học sinh nghỉ học để phản đối chủ trương sáp nhập với trường tiểu học Lê Văn Tám. Phụ huynh đưa ra lý do sáp nhập trường khiến cho việc đi lại của học sinh xa hơn, nguy hiểm cho cả học sinh và người đưa đón khi phải đi qua đường tỉnh Lộ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất không đảm bảo số lượng học sinh quá đông. Phụ huynh có hai con học tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam, AISVN cho biết, chiều ngày 31 tháng 3, nhà trường gửi email thông báo con họ sẽ nghỉ học vào ngày 1 tháng 4. Nhiều phụ huynh khác cũng xác nhận con của họ nghỉ học ngày 1 tháng 4. Hơn 1.200 em đã nghỉ từ hôm 18 tháng 3. Những ngày sau đến trường nhưng không có giáo viên. Trường sau đó cho học sinh nghỉ xuân từ 23 đến 31 tháng 3, hẹn mở lại từ ngày 1 tháng 4. Trong email, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết chưa thể lập tài khoản ngân hàng đồng sở hữu ba bên là Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, phụ huynh vào cuối tuần để nhận hỗ trợ từ phụ huynh. Vì vậy, trường cần thêm thời gian để giải quyết vấn đề tiền lương của giáo viên. Thông tin ngày học chính thức sẽ được thông báo trong ngày 1 tháng 4. Vị phụ huynh này nói: "Tôi sẵn sàng đóng thêm tiền để con được tiếp tục học ở trường, mong rằng trường cùng cơ quan chức năng sớm xúc tiến việc này." Thời gian qua, lùm xùm tài chính tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam đóng tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh khiến giáo viên đình công vì bị nợ nương và học sinh phải nghỉ học vào ngày 18 tháng 2. Theo dự kiến, trong một tuần lễ nghỉ xuân bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3, chủ trường sẽ mời gọi làm việc với các quỹ đầu tư để có lộ trình, phương án đảm bảo việc dạy và học cho học sinh. Tại cuộc họp ngày 30 tháng 3 giữa đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng trường và phụ huynh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, phần đông phụ huynh thống nhất phương án đóng thêm tiền để duy trì việc học cho học sinh đến hết năm học 2023-2024. Cơ quan ban ngành sẽ mở một tài khoản ngân hàng mới để thu các khoản đóng góp và tài khoản này chịu sự giám sát của các bên cùng đại diện phụ huynh. Phương án giải hạn, phụ huynh nào đã tham gia hợp đồng góp vốn với nhà trường sẽ tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư dưới sự giám sát của sở ban ngành để tiến hành tái cấu trúc Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nếu đóng góp, phụ huynh sẽ là người giám sát quỹ này, cơ quan chức năng cử người hỗ trợ để học sinh sớm trở lại học tập. Phương án phụ huynh đóng tiền tiếp tương đối hợp lý, bởi nếu chuyển trường, phụ huynh cũng phải nộp học phí ở nơi mới. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 8 và 9 tháng 6. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập không chuyên ở Hà Nội năm học 2024-2025 là thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường Trung học phổ thông công lập với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đây là kỳ thi có quy mô lớn với tính cạnh tranh cao. Năm nay, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố dự kiến có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Bên cạnh những lo lắng của các bậc phụ huynh về tính cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sắp tới đây thì cũng có nhiều phụ huynh băn khoăn, nếu con em họ không có nguyện vọng hay không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tư thục thì sẽ đăng ký dự tuyển vào đâu? Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Năm học 2024-2025, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển học sinh vào lớp 10. Cụ thể, các trung tâm thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập rèn luyện của học sinh được ghi trong học bạ. Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả học lại của lớp đó. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào học lớp 10, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông không phân biệt khu vực tuyển sinh. Như vậy, dù cư trú ở địa bàn nào, học sinh cũng có thể đăng ký dự tuyển vào lớp 10 ở các trung tâm mà mình mong muốn, bảo đảm thuận tiện nhất. Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên từ ngày 19 tháng 4 Học sinh lưu ý mất thời gian này để chủ động chuẩn bị hồ sơ cũng như tìm hiểu về các trung tâm để quyết định nguyện vọng đăng ký cho phù hợp. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Về cơ bản, bảo đảm ở mỗi quận, huyện, thị xã đều có một trung tâm. Sáng 1 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thúy, 29 tuổi, tổ dân phố 1 Trung Sơn Trầm, về việc chị đi khỏi nhà từ sáng 29 tháng 3 đến nay chưa về. Khi đi, chị Thúy có mặc quần áo jean màu xanh nhạt, cầm theo điện thoại di động. Trước đó, vào chiều hôm 29 tháng 3, chị Thúy có đến Cục Sở hữu Trí tuệ số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, và để quên điện thoại ở đó, đến nay gia đình không liên hệ được với chị Thúy. Liên quan đến sự việc trên, Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết sau khi nhận được thông tin một phụ nữ tên Thúy có đến trụ sở Cục sau đó mất tích, cơ quan này trích xuất camera thì thấy rằng khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 3, một phụ nữ đi vào cục nhưng bảo vệ đã mời ra ngay. Người phụ nữ này có đánh rơi chiếc điện thoại và người nhà đã liên hệ và đến nhận lại. Công an thành phố Hà Nội thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy chị Thúy ở đâu, xin báo cho gia đình số điện thoại liên hệ 0377 472 622 hoặc Công an phường Trung Sơn Trầm, số điện thoại 02433 931 129. Mong mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm thấy chị Thúy.